Vô thử bàn ủi hơi nước dạng đứng của Philip à, khá là nhỏ gọn. 2000W nha. Bật công tắc lên. Ủa để mức trung bình hả? Ừ. Sách hướng dẫn của nó là 45 giây là nó sẽ sôi. Nếu nó sôi nó có đổi màu đèn hay gì không? Là bắt đầu nó tự lúc thịt hơi nước kéo nào. Từ từ thôi, đâu có bấm gì đâu, cho nó chỉ có cầm thôi chứ đâu có à, nhưng mà kéo chậm chậm chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết, quay video 45 giây rồi đó, tắt đi dừng lại đi thử gói là sao đó, sắp thôi đó, đi xe theo đó à. Trên cái vai á, chơi rê trên cái vai từ từ, cái vai là nhăn nhất. Đó, thẳng ướt. À, nó thì đi cái đường chỉ đi đường thẳng giữa. Ở giữa đó. Đó, thẳng băng. Ừ, thẳng liền. Thì công nhận thẳng liền. Đi quay 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 đi quay. Đó, ông nội áo vậy. Còn tặng cho ông nội cái bao tay vậy, cái cổ. Okay. Kéo cái nắp tay ra. Bữa nào không sợ bị còng lưng đỡ mà bị đau chân chỉ có còng túi thôi. Một kiểu ủi đồ mới à, tạo cảm giác thích thú khi ủi đồ thẳng đi phút trên là ủi rồi nữa mà mày thấy thẳng không, mà dưới chưa ủi lại nhân này không. Nó tự nó hả hà hà ra chứ chẳng cần bấm nút gì trên cái cán cầm hết. Nó gắn mấy cái khớp nối là cũng đơn giản thôi, không một cái khớp ở trên để móc. Khớp này là tăng đưa cao sắt, khớp vít có chốt bấm nè đó, khớp dưới vậy thân máy. Đổ nước vô trong bình này nó có mức tối đa tối thiểu là mức này phải trên mức đó. Và đây là cái van xả thừa, đem vô toilet xả nước lên thôi. Lúc công tắc chỉnh bật tắt à, bật thì nó có 3 mức. Thẳng chứ cái tay đeo là đeo cái tay trợ chứ không phải là đeo vô cái tay thuận, để tránh tình trạng cầm cầm áo rồi hơi nó phà vô tay nóng. Nhiều người nằm mà đeo vô cái tay thuận này không có tác dụng gì hết, tại vì cái này nó không có nóng, cái này nó không có nóng, cái hơi ra mới nóng. Để lên trên cái áo là nó hơi mắm luôn, mình để hơi phía sau mình thấy nó mắm luôn. Hạn chế để cái hơi trực tiếp từ cái này phà vô mặt. Tao ngủ nhanh lắm, ngủ lâu thế. Mới lần đầu mà chưa quen. Để lên coi nha. Đi ra coi cái hộp nha, để biết cái model mình chưa coi. Giờ đây là cái thùng của em đó. Nó hướng dẫn cái cách lắp ráp thôi, cô không có gì. Nối hai cái ống. Rồi vô khớp, ngắn vô cái thân. Rồi đây là cái khớp chốt để tăng đưa cao thấp. Khớp gãy trên để móc cái mặt ủi. Rồi cái móc quần áo. Rồi hướng dẫn đổ nước, cắm điện, bật công tắc chơi 45 giây này đó. Rồi bảo quản, đổ nước thừa, quấn dây, cầm ngay cái cán này để kết xả cặn, tắt tháo dây điện hơn 1 tiếng. Nước lên trên mức min xả bỏ xiết chị này à, cái màu đen nào ta, Philip à, màu đen đây à, đây như là
C536. Chiều cao tăng đưa từ 120 đến 170 cm. Nói tiếng Thái không à? Nó là của Thái Lan. Hoàng hội Philip. Đúng rồi, là C536. 2000W. Xuất xứ Trung Quốc. Ok. Nếu các bạn thấy video này hay, giúp mình like, share, subscribe kênh ủng hộ. Chúc các bạn nhiều vui vẻ. Yeah.